Nhặt vải ven đường rắc ta xa, hóa xuyên độ kiếp trốn ta bà. dẫu bao. Trời ơi tú ơi tú à, sao nhặt vải ven đường hả? Vải nghĩa trang hả? Thế à? Vải đâu đẹp như vậy? Hả? Thời ngày hôm nay làm gì có vải ven đường? Vải nghĩa thì á? Vải nghĩa trang hả tấn, hả tú. Thời này làm gì còn vải để cho em nhặt nữa? Vậy mày em nói dối quá hả à? Ha? Để anh nói đem em nghe nè. Thứ nhất và ngày hôm nay ép nơi may các cơ sở sản xuất người ta cắt người ta không để lãng phí là một thứ hai nữa tất cả vải hồn người ta đều phải bán bằng một cái chỗ thu mua để làm gì cái đó thì anh không có biết nhưng người ta sẽ thu mua hết không có một cái nào để bắt ra cái thứ ba Việc bảo vệ môi trường ngày hôm nay rất là nghiêm ngặt, không ai đi vất vả như vậy để cho em lượm, hiểu chưa? Hiểu chưa Tú? Rồi, đến vải nghĩa điểm đi tang, anh nói cho em nghe này, ngày hôm nay chẳng có ai có vải đem lượm đâu, hiểu chưa? Người ta chôn tất cả những áo quần hay gì của người mất người ta đều liền người ta bỏ vào quan tài hoặc người ta đốt đi, em hiểu chưa? Vải ở đâu ra cho em lượm đi Tú? Làm gì có hả em? Ở ngoài miền Bắc á, người ta có phong tục tại táng á, tức là những cái vải của người chết á khi mà bươi lên còn á thì người ta à, gia đình người ta cũng đốt đi thì không thể cho em lượm đâu, được chưa? Thứ hai, phía trong bà từ lâu quan tài vô á, người ta không có uh, cái vải để cho em lượm đâu, tại vì người ta chôn nó không có cải táng, em hiểu không? Người ta chôn một lần thôi. Và trốn người ta thấy mồ xây mã rất đẹp em yêu chưa vậy đâu ra cho em lượm hả em nhặt thả tú bớt chưa bớt uh, xàm lại đi nha tú nha bớt sàm đi em làm gì có vải thì em lượm đâu hả hết chưa và đừng có nói lượm vải vải nè em nhìn tới vải của em nè vải của em là vải gấm nếp gấp nó còn rất là mới rất là đẹp rất là tuyệt vời được chưa ở đâu ra mà vải lượm vải nhặt thả tú hả tú hả đừng có mì danh nha đừng có bị đừng người u mê nên tỉnh lại đi tỉnh lại đi vải ở đâu ra cho nó lượm vải đâu ra cho nó nhặt vậy hả hả tỉnh lại đi bớt mê lại đi ha đừng có bị danh là tú nha vải nào lượm đâu mà mới mà đẹp như vậy bài gấm nha cái này là bài gấm nè nếp gấp còn nha vậy xài rồi không có nếp gấp đâu nha bài mới nha tú nha bớt mỹ ra lại bớt dẫn dắt danh đủ mê lại đừng mờ giả tan thiền tướng đừng có lừa gạt niềm tin người ta nữa tú ơi là tú tú ơi bớt mỹ lại nha nha mọi người cảnh trọng đi sự u mê quá độ rồi tú ơi là tú em đã thành công khi thực hiện kịch bản của thầy của em là ông nam nguyễn bất mạnh rồi nha nha em đã thành công khi làm diễn viên do đạo diễn mà đạo diễn đã không còn đã bị đăng xuất khỏi đất này rồi nha tú nha em là một diễn viên rất xuất sắc nha để anh đề xuất lên đây em được lấy giải út năm hai nghìn hai bốn nha tú nha. nha bớt diễn lại để tội nghiệp danh u mê lắm được chưa nha thức tỉnh lại đi